Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu và trực tiếp Euro 2024 ngày hôm nay, ngày 21 tháng 6 thì sẽ diễn ra các trận đấu tiếp theo của lượt trận thứ hai vòng bảng của Euro. Và ngày hôm nay sẽ diễn ra các trận đấu như sau. Theo lịch thi đấu thì ngày hôm nay sẽ diễn ra 3 trận đấu. Ở khung 20 giờ thì Slovakia sẽ đối đầu với Ukraine. Ở khung 23 giờ Ba Lan sẽ đọ sức với Áo, và trận đấu muộn nhất trong ngày hôm nay diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 22 tháng 6 theo giờ Việt Nam, đó là cuộc so tài của Hà Lan với đội tuyển Pháp. Hai trận đấu sớm thì sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV2, và trận đấu muộn sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV3. Chúng ta biết rằng là sau cái lượt trận đầu tiên thì những cái đội bóng như là Slovakia hay là Hà Lan này hay Ba Lan này, chúng ta biết rằng là ở Hà Lan thì đang dẫn đầu cái bảng D với 3 điểm, Pháp thì vẫn đứng thứ hai với 3 điểm, cho nên là cái cuộc đọ sức giữa đội tuyển Pháp với đội tuyển Hà Lan ở lượt trận thứ hai này nó có ý nghĩa để mà tranh chấp cái ngôi đầu bảng. Nếu như đội nào mà giành chiến thắng thì cái cơ hội sẽ giành vé sớm. Đấy. Còn trong trường hợp mà hai đội hòa nhau thì sẽ cũng có cơ hội lớn, vì ở Euro năm nay thì các đội bóng lại lấy cả những 4 đội đứng thứ ba có thành tích xuất sắc nhất nữa. Vì vậy cho nên là cái cơ hội cũng sẽ rất là lớn. Còn cái đội Slovakia với Ukraine thì chúng ta biết rằng là Slovakia ở lượt trận đầu tiên và Romania là những đội đã có được chiến thắng rồi, một chiến thắng có thể nói rằng là cũng rất là bất ngờ, đúng không ạ? Việc mà Slovakia đã đánh bại được đội tuyển Bỉ là một điều tương đối là bất ngờ ở giải đấu năm nay. Vì vậy là cái cuộc đọ sức của Slovakia với Ukraine nó có tính chất rất là quan trọng. Nếu như Slovakia đánh bại được Ukraine thì Slovakia sẽ có vé đi tiếp đấy. Còn bởi vì là khi mà đánh bại được thì cái việc mà Ukraine gần như là sẽ bị loại. Mình nghĩ rằng đây là trận đấu sẽ không hề dễ đâu, nhưng mà với cái hương sự ứng phấn sau cái lượt trận đầu tiên thì Slovakia hoàn toàn có thể giành được kết quả thuận lợi ở cái trận đấu ngày hôm nay. Còn trận đấu giữa Ba Lan với Áo sẽ là một cuộc so tài cũng rất là khó khăn đối với cả hai đội bóng, vì hai đội bóng này ở lượt trận đầu tiên cũng đã có kết quả không tốt rồi. Nhưng mà đây là trận đấu mình nghĩ rằng cũng sẽ rất là cân bằng, hai đội có khả năng cũng sẽ cò cưa với nhau để mà nhiều khả năng thì cũng có thể là sẽ hòa nhau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và bạn có dự đoán gì về kết quả của các trận đấu Euro ngày hôm nay thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị những ai mới xem kênh của Thuật Thể Thao thì bấm like và subscribe kênh của Thuật Thể Thao để nhận những thông tin mới nhất liên quan tới bóng đá trong nước, bóng đá quốc tế được Thuật Thể Thao cập nhật liên tục vào mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Một nữa cho Thuật Thể Thao xin chúc các cô chú anh chị bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều năng lượng và hạnh phúc.